Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy cái gì này các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn ơi. Ở đây mình thấy có gì mà dính rất là bẩn luôn này các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn ơi. Ở dưới đây mình thấy có cái gì nè. Wow. Wow, các bạn ơi, để mình xem thử nha. Wow, các bạn ơi. Wow, Tâm Anh. Wow, bạn ơi. Ở đây mình tìm thấy rất là nhiều con vật đồ chơi này các bạn ơi. Wow, mình thấy có cả xe đồ chơi nữa nè. Wow, có cả mặt nạ nữa các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn ơi. Những đồ chơi đây rất là bẩn luôn. Wow, xe cũng bẩn này các bạn ơi. Wow. Hey, các bạn ơi, bên này là có một cái rổ rất là to nè. Ai, mình sẽ nhặt hết nha các bạn nha. Mình sẽ nhặt xe nè. Wow. Các bạn ơi, mình sẽ nhặt mặt nạ nè. Wow, mình sẽ nhặt những cái con vật này các bạn ơi. Wow, mình sẽ đem mình đi rửa hết mình. Xem thử là con vật gì và xe nó như thế nào các bạn ơi. Wow, con gì đây ta? Wow, các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi xịn luôn nè. Wow, dính cả hết vào tay mình các bạn ơi. Wow, bên này lại có một cái xe nữa nè. Có bác tài xế luôn các bạn. Wow, xịn luôn. À, một cái mặt nạ nữa nè các bạn ơi. Wow. Rất là nhiều con vật luôn. Wow. Wow, các bạn ơi, cái gì đây ta? Wow, lại có cái gì nữa này các bạn ơi. À, chà, rất là nhiều luôn các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ đem mình đi rửa thật là sạch. Xem thử là con vật gì và xe đồ chơi gì nghe các bạn nha. Nào, các bạn ơi, cùng rửa với mình nha các bạn nha. À, chà, các bạn ơi, mình sẽ rửa cái này trước đi. Wow, ai có một cái con gì rớt rồi các bạn ơi. Wow, ha ha, các bạn ơi. À, đây là một cái lục lạc này các bạn ơi. Wow, wow, đây là một con khủng long đuôi búa. Wow, chà, xịn luôn. Wow, các bạn ơi, đi mình xem cái này là cái gì. Wow, 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 các bạn ơi, đây là một cái vật. Một cái vật mũi nè các bạn ơi. Chà, luôn. Wow. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ ông hề. Chà, đã nha. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một con hổ nè. Wow, xịn nha. Wow, wow, khủng long bộ chúa này các bạn ơi. Wow, xịn luôn, rất là thích những con khủng long bộ chúa đó nha. Wow, wow, cháu cứu hộ các bạn ơi. Wow, yeah, đây là cháu cứu hộ rắc bồ nè. Wow, xịn quá các bạn ơi. Wow, quá wow, các bạn ơi, đây là đồ chơi bó binh. Đồ chơi bó binh con bò này các bạn ơi. Quá wow, xịn luôn. Wow, nhiều đồ chơi đã ta. Wow, quá wow, các bạn ơi, lại chốt cứu hộ nữa nè. Ha, các bạn ơi. À, đây là bạn chốt cứu hộ Masu. Wow, xịn các bạn ơi. Ha, bạn ơi, mình xin rửa xe nè. Quá wow, một cái xe để mũi nữa các bạn ơi. Wow. Chà, ha, các bạn ơi, mình thấy có hai bác tài xế. À, hai bác tài xế màu xanh này các bạn ơi. À, wow, để mình xem. À, các bạn ơi, đây là một cái xe cứu hộ. Wow, một cái xe năng cứu hộ này các bạn ơi. Wow, xịn luôn nha. Wow. À, các bạn ơi, à, xe bự nữa nè các bạn ơi. Wow, à, xe đẹp cũng có hai bác tài xế nè các bạn ơi. À, hai bác tài xế màu hồng. Wow, để mình xem tới nè các bạn ơi. À, à, các bạn ơi, wow, mình xoay được luôn nè. Wow, các bạn ơi, à, đây là một cái xe ô tô bơ, ô tô trộn bê tông. Wow, một cái xe ô tô trộn bê tông bự đó các bạn ơi. Wow, xịn luôn. Chà, các bạn ơi, nè nè. À, wow, wow, một cái bạc nạ ông hề màu vàng các bạn ơi. Một cái ông hề màu trắng và ông hề màu vàng. Quá xịn luôn. Wow, to nữa. Wow, wow, các bạn ơi,
quá, đây là một con trâu. Wow, một đôi chân con trâu bỏ pin các bạn ơi. Wow, hai cái sừng của nó màu đỏ nha. Wow, dưới đây có chỗ để mình bỏ pin nè. Con tắc mình nên bật nè các bạn ơi. Wow, xịn ghê thả các bạn ơi. À, xa. Còn nhiều đồ chơi con vật lắm này các bạn ơi. Wow, wow, lại khủng long màu chúa nè các bạn ơi. Wow, xa, thả luôn. Rất là thích những con khủng long màu chúa nè. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một con báo đốm xe khan. Wow, xịn nha. À, các bạn ơi, như con vật thú vị lắm nha. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một con hổ tiger. À, xịn luôn các bạn ơi. À, đã nha. Wow, wow, khủng long bộ chúa xe khan. Wow, các bạn ơi. Wow, wow, cha. Các bạn ơi. Wow, wow, lại khủng long bộ chúa này các bạn ơi. À, hôm nay mình tìm được rất là nhiều khủng long bộ chúa luôn ta. Wow, wow các bạn ơi. À, đây là một con bò. À, con bò này vui tá, con bò đen màu vàng mà có những cái đốm màu đỏ đấy các bạn ơi. À, đây là chắc là bò châu Phi rồi. Wow, wow các bạn ơi. Khủng long bộ chúa có bờm. Wow, đây là con khủng long bộ chúa nó có bờm này các bạn ơi. À, xịn luôn. Wow, wow, wow các bạn ơi, đây là một con báo đốm đen nè. À, nhiều con vật thú vị ghê nha. Wow, wow các bạn ơi, lại con khủng long bộ chúa nữa nè. Chà, đã nha. Wow, wow các bạn ơi, khủng long ba sừng. Wow, nó có ba cái sừng mà bị gãy mất rồi các bạn ơi. Wow, à, khủng long mà bị gãy sừng luôn. Wow, wow các bạn ơi, à, đây là một con gà trống. Con gà trống màu đỏ đã chưa. Wow, bạn gà trống gái cho các bạn nghe nha. Wow, các bạn ơi, à, gà trống là gái đã chưa, gái rất là to luôn. Wow, wow, lại con hổ nữa nè các bạn ơi. Wow, hôm nay được mấy con hổ luôn nha. Hay, các bạn ơi, chà, còn gì đây ta. Wow, wow, các bạn ơi, đây là con tinh tinh. Wow, xịn luôn các bạn ơi. Cả con tinh tinh luôn. Wow, wow, lại cũng là bộ chú nữa nè các bạn ơi. Wow, xịn nha các bạn nha. À, các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều con vật đồ chơi đã là nghe, cũng là bộ chúa này cho cứu hộ Rubble và Maso. Wow, có cả xe trộn bê tông nè, xe năng cứu hộ nè, và mặt nạ nữa các bạn ơi. Wow, có cả con cũng là bộ chúa Trớt nữa ha, xịn lắm nha. Bây giờ mình sẽ đem hết về mình chơi nha các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau của mình nha. Bye bye.